Câu chuyện Hoàng tử ếch của nhà xuất bản Hồng Đức. Ngày xưa có vị hoàng đế sinh được mấy nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Trong đó nàng công chúa Út là xinh đẹp hơn cả, nàng giống như một cô tiên. Gần cung điện có một giếng nước, công chúa thường xuyên đến đó chơi quả bóng vàng nhỏ. Một hôm, quả bóng vàng rơi xuống giếng. Công chúa Út tiếc quá nên bật khóc nức nở. Lúc này, từ dưới giếng nhảy lên một chú ếch. Chú ếch hỏi: "Công chúa xinh đẹp, việc gì khiến nàng buồn đến vậy?" Công chúa trả lời rằng vì quả bóng vàng của nàng vừa bị mất. Chú ếch nói chỉ cần nàng chịu làm bạn với nó thì nó sẽ có thể giúp nàng tìm lại quả bóng vàng. Công chúa Út miễn cưỡng đồng ý. Chú ếch nhảy xuống dưới giếng, vớt quả bóng vàng lên. Công chúa nhìn thấy quả bóng thì vui quá, cầm lấy rồi chạy đi. Ở đằng sau, chú ếch cứ gọi với theo nàng mãi. Ngày hôm sau, khi công chúa và hoàng đế đang ăn tối thì có tiếng gõ cửa. Công chúa ra mở cửa, trước mặt nàng là chú ếch hôm trước. Nàng sợ hãi lập tức đóng cửa lại. Sau khi biết được câu chuyện của công chúa Út, hoàng đế đã ra lệnh cho nàng phải mở cửa. Công chúa đành đi mở cửa. Chú ếch vui vẻ nhảy vào trong phòng. Chú ếch nhờ công chúa bế lên bàn. Trong chiếc đĩa của công chúa có rất nhiều thức ăn ngon. Chú ếch hăng hái ăn. Công chúa Út muốn ra ngoài thư giãn, chú ếch cũng đi cùng. Công chúa Út rất ghét chú ếch với lớp da ướt lạnh, nàng hoảng sợ khóc thét lên. Hoàng đế rất giận dữ, nói rằng công chúa Út không nên coi thường chú ếch đã giúp đỡ mình. Công chúa đành phải kéo chú ếch lại gần và cùng đi về phòng ngủ. Sau khi công chúa Út nằm lên giường, chú ếch nói: "Tôi mệt quá rồi, nàng có thể ôm tôi ngủ được không? Nếu không, tôi sẽ nói với cha nàng." Đến lúc này thì công chúa nổi giận rồi. Nàng túm lấy chú ếch, ném thẳng vào tường và hét lên: "Lần này thì ngươi biết điều rồi chứ, đồ đáng ghét." Đúng lúc ấy, một việc không thể ngờ đến đã xảy ra. Khi chú ếch vừa rơi xuống nền nhà, lập tức biến thành một chàng hoàng tử tuấn tú, có đôi mắt rất đẹp. Thì ra hoàng tử bị phù thủy dùng phép thuật biến thành chú ếch. Chỉ có công chúa Út mới cứu được chàng thoát khỏi phép thuật đó. Sau đó hoàng đế đã gả công chúa Út cho chàng hoàng tử. Ngày hôm sau, một cỗ xe ngựa sang trọng đi đến trước cổng cung điện. Hoàng tử đưa công chúa về đất nước của chàng. Từ đó hai người sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em nhé. Bye bye.